Chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một cái tutorial mới. Thì uh, nội dung của tutorial này là uh, sẽ hướng dẫn chúng ta vẽ một cái cành lá hay là một cái uh, bông lúa như chúng ta đang nhìn thấy ở trên màn hình thế này. Thì buổi trước thì uh, tôi đã có một cái tut uh, hướng dẫn các bạn vẽ cái ngôi sao. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau là vẽ nốt cái phần bông lúa ở bên dưới và trong cái bài này thì chúng ta sẽ làm quen với một cái kỹ thuật được gọi là fit object to path, có nghĩa là chúng ta sẽ giải các cái đối tượng của chúng ta theo một cái đường dẫn. Thế để bắt đầu thì chúng ta sẽ vẽ cái bông lúa trước đó. Thế để vẽ bông lúa thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ được gọi là công cụ vẽ đường cong bằng 3 điểm. Trước hết chúng ta chọn công cụ sau đó thì chúng ta đưa vào trong màn hình và chúng ta sẽ nhấp giữ chuột và kéo một đường thẳng xuống thế này. khi bỏ chuột ra thì các bạn nhấn giữ thêm phím Control thì nó sẽ uốn cong thật đều. sau đó thì các bạn kích chuột một cái để xác nhận. đây là một đường cong hở. do đó các bạn sẽ bấm thêm vào cái nút lệnh là Close Curve ở trên thanh Property để khép nó thành một hình kín đến đây thì chúng ta đã có một nửa bông lúa phóng lớn lên để quan sát một chút thế này và sau đó thì chúng ta có thể là chọn nó giữ phím control bấm vào cái điểm điều khiển bên trái này và lật sang bên phải sau đó thì uh, nhấn giữ Ctrl nhấn giữ chuột trái và bấm thêm chuột phải một cái để chúng ta tạo ra bản sao đối diện bên kia uh, chúng ta sẽ tô cho nó màu vàng ở bên này màu vàng sáng bên này và màu cam ở bên này tức là một bên tối một bên sáng chúng ta chọn cả hai và chuột phải vào đây để chúng ta bỏ đường viền đi. À, giống như là cái kỹ thuật mà chúng ta mô phỏng là có cái lồi lõm hay là bất sáng tối thì tôi sẽ nhấn giữ chọn cái um, chọn cái phần bên sáng này nhấn giữ phím control và tôi kích thêm một lần hoặc hai lần gì đó vào cái um, màu cam này để chúng ta làm cho nó sẫm đi một tí Thì còn bên này thì có thể là chúng ta sẽ nhấn giữ uh, control kích vào đây thêm một chút màu đỏ vào để cho nó sẫm thêm một chút. Đến đây thì chúng ta đã hoàn thành cái việc đầu tiên là vẽ cái bông lúa mẫu đầu. À, chúng ta sẽ chọn cái hai và chúng ta control G hoặc là bấm vào biểu tượng group ở trên này để chúng ta uh, group nó lại. Thế thì uh, một cái uh, bông lúa đã xong. thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết tiếp đến bước thứ hai tức là uh, tạo ra một cái chuỗi với đầy đủ cái số lượng bông lúa mà chúng ta cần thế thì uh, cái một cái bông này thì uh, như bài mẫu vẽ này của chúng ta thì mỗi một cái bên này là có gồm có 15 15 hạt bông lúa, một uh, 15 hạt lúa. Vậy thì chúng ta sẽ nhân bản thêm bằng cách là sử dụng kỹ thuật blend. Uh, chúng ta kéo cái đối tượng này sang ừ. một vị trí mới. Và đến đây thì uh, chúng ta sẽ nhấp chuột phải một cái để nhân bản. Thế thì một đầu to một đầu nhỏ thì cái này thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái biểu tượng Lock ratio xem nó khóa mở nếu mở thì chúng ta phải khóa lại như thế này và sau đó thì thu nó lại còn đủ khoảng 70 như vậy là à, hạt này là nguyên bản 100 phần trăm còn hạt này thì bằng 70 phần trăm so với hạt này bây giờ chúng ta sẽ bấm chọn vào công cụ blend kéo để blend hai cái hạt lúa này vào với nhau Uh, mặc định thì bây giờ nó đang ở cái bước chuẩn là 256 bước thì tôi sẽ cho nó về còn khoảng 13 bước thôi. 13 bước cộng với lại hai cái đối tượng gốc ở hai đầu thì cộng lại sẽ là tổng cộng là 15. Sau đó thì chúng ta tách nó ra bằng cách vào object nhấn break hay là các bạn có thể nhấn Ctrl K để tách nó ra. À, tuy nhiên đây mới chỉ là tách cái chuỗi blend với lại hai cái đối tượng gốc do đó chúng ta cần phải chọn cái chuỗi ở giữa này và chúng ta ăn group thêm một lần nữa thì nó mới tách hoàn toàn thành ra một cái, cái, cái một cái số đối tượng mà không liên quan đến nhau à, nó có hai nửa ở trên và ở dưới thì các bạn biết rồi à, nhìn ở đây thì các bạn thấy là cái cái phần bên này thì có vẻ nó to hơn Tại vì thực ra là không gian bên này nó rộng, cho nên là có thể chứa được cái hạt to, nhưng bên trong này thì nó chật hơn cho nên cái hạt nó phải nhỏ. Vậy thì à, kích thước của hai nửa nó cũng không giống nhau. À, chúng ta sẽ nhân bản thêm một lần nữa bằng cách là kéo cái thằng này lên trên. Và chuột phải để nhân bản nó. À, tuy nhiên, về mặt kích thước thì à, ở trên với ở dưới thì nó vẫn nhau một tí, tôi sẽ cho nó còn độ khoảng là 85%. À, cái hàng trên và hàng dưới nó khác nhau một tí như thế này đến đây thì chúng ta đã chuẩn bị đủ cái số lượng của cái hạt lúa để chúng ta ghép vào thành bông lúa. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái bước thứ hai là chúng ta vẽ cái đường cong. Thì các bạn lại lấy công cụ ellipse. Nhấn giữ phím control và vẽ ra một cái đường tròn như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ tách nó ra, thành ra là một cái arc thôi và cái arc này là 1/4 của cái ellipse. Thì chúng ta sẽ gõ vào đây là 270. À 180 và 270. Ở đây. Thì chúng ta sẽ có cái góc phần tư này. Thế thì để chúng ta đưa cái đối tượng của chúng ta vào trong cái đường dẫn này thì trước tiên là các bạn cho cái này nó dày lên thêm một tí đã nhé Ví dụ như các bạn có thể cho nó thành độ khoảng 4 point đi Và cho cái đường viền nó cũng màu cam cam thế này đi Rồi đến đây thì chúng ta sẽ chọn cái chuỗi này Và chúng ta đưa nó vào gần đây nha Trước tiết là các bạn cần phải chọn các cái đối tượng Đấy, Sau đó thì các bạn sẽ giữ ship Các bạn chọn tiếp tới cái đường dẫn Đấy, Đường dẫn sẽ phải là cái đối tượng được chọn cuối cùng Thì nó mới hiểu rằng là tất cả những cái đám này nó bám vào cái đối tượng được chọn cuối cùng này thế và các bạn sẽ vào menu object trong menu object này các bạn tìm tới cái lệnh fit object to part đây nó đã được mở sẵn ở đây thì tôi sẽ bấm vào đây thì trong này chúng ta sẽ thấy là uh, có một số các cái uh, tùy chọn mà chúng ta cần phải lưu ý ví dụ như là uh, follow Part thì nó sẽ bám và nó xoay theo cái đường dẫn này à, tuy nhiên thì uh, xoay như thế nào thì chúng ta sẽ có một vài cái tùy chọn ở đây các bạn hãy nhớ rằng là um, ở đây thì tôi muốn là cái này thì nó xoay mẫu theo một cái cái đầu tiên cái lá đầu tiên hay là cái cái hạt thóc đầu tiên và sau đó thì mỗi một cái đối tượng này thì nó sẽ xoay thêm một cái góc độ nhỏ nhỏ thì đây tôi sẽ cho nó độ khoảng là uh, quay độ khoảng là 10 uh, 15 độ đi cái đầu tiên sẽ xoay 15 độ và sau đó thì mỗi cái này thì nó sẽ xoay thêm một độ nữa, đấy so với cái 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 gốc ban đầu và chúng ta sẽ cho nó bám ở phía trên cái đường này. Do đó thì các bạn cần phải điều chỉnh cái cái điểm origin vào đây. Chúng ta nhấp apply, tự xem nào. À, sorry. Đây, chúng ta cần phải chọn cái đường dẫn. Rồi, bây giờ apply. Thì các bạn nhìn thấy là cái bông lúa của chúng ta thì nó bám đều đặn vào đây đó cái cái đầu tiên là cái này nhé cái đầu tiên là cái này thì nó sẽ xoay một góc độ bao nhiêu đó thì nó sẽ sau đó thì mỗi cái thì nó cộng thêm một cộng thêm một độ thế còn đến cái này chúng ta sẽ chọn tiếp các bạn lại giữ ship các bạn chọn vào cái đường cong này nhưng mà lần này thì các bạn hãy nhớ rằng cái này nó nằm ở bên dưới cho nên các bạn lại phải điều khiển cái origin này chạy xuống dưới nhé và cái kiểu này thì chúng ta sẽ cho nó là uniform có nghĩa là từng cái lá này nó xoay đều với nhau và tôi sẽ cho cái góc độ của mỗi cái lá này xoay độ khoảng 35 à, tuy nhiên là nó sẽ là âm 35 đó thì chúng ta sẽ có cái cái cánh lá như thế này đến đây thì chúng ta đã có được một cái cành lá rồi uh, chúng ta sẽ chọn cả hai trên dưới như thế này sau đó thì các bạn nhấn giữ Control và các bạn lật nó sang nhấp chuột phải để nhân bản như vậy là các bạn đã có được cái uh, nửa thứ hai uh, thế nếu như mà các bạn là uh, làm tiếp để nối nó vào với lại cái phần trên là cái uh, là cái 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 ngôi sao như thế này thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nó sẽ có cái chiều ánh sáng cái lá ấy, bên này thì là khá là tốt rồi tại vì đây trên sáng và dưới tối thì uh, cái phần này thì chúng ta cũng cần phải điều chỉnh lại một tí tức là ánh sáng vẫn từ phía trên xuống và chéo từ phải sang do đó thì chúng ta sẽ điều khiển thêm một chút như thế này tức là các bạn sẽ chọn lần lượt từng cái nhé các bạn bấm cho tôi là uh, lật này lật này đấy lật 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 à sorry đây bấm tại vì ánh sáng từ 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 phía bên phải vào cho nên là chúng ta cứ tạm lật như thế đi chúng ta sẽ làm hết tất cả cái phần lá ở phía trên sau đó thì chúng ta sẽ group nó lại để trở thành một cái thể thống nhất rồi ok tạm thời như thế nhé Bây giờ chúng ta sẽ chọn hết thế này Và chúng ta sẽ group nó lại à Đến đây thì chúng ta sẽ quay trở lại Với cái bài nội dung bài cũ một chút Thì ở trong cái bài cũ tôi đã hướng dẫn Thì sẽ có một cái bài nó gọi là Sử dụng Access để tạo ra một cái thư viện à Thì chúng ta sẽ Lấy một cái Tài nguyên cũ đã làm ra đây, ví dụ như thế này thì tôi sẽ mở asset ra và tôi trỏ um, tới cái nơi mà tôi chứa cái tài liệu cũ. Sau đó thì chúng ta kéo thả nó vào đây. Thì chúng ta sẽ có một cái tài liệu cũ như thế này. À, các bạn ăn uh, group nó ra. Hoặc là tôi có thể nhấn giữ phím Control, tôi kích vào cái nền xanh này tôi uh, xóa bỏ nó đi. Để tôi giữ cái này thôi. À, ở đây thì tiếp tục chúng ta sẽ tháo gỡ tiếp cái uh, bóng này ra đã. Để cho nó 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 sẽ trở nên là dễ hơn nhé đây clear shadow Ô. Cái này nó có một cái vấn đề gì thế nhỉ? À, đây chúng ta ăn gấu hẳn ra nhé ăn gấu hẳn ra bây giờ chúng ta sẽ em tháo gỡ cái này shadow rồi tháo gỡ hết ra rồi và chúng ta sẽ đặt nó vào đây đây giống hàng luôn với thằng này c để cân vào giữa thì đến đây chúng ta đã có cái uh, nợ trên và nửa dưới rồi À, muốn làm cho nó trông cho nó có không gian một chút Thì chúng ta lại đọc lại cái bóng nhé Các bạn sử dụng này uh, Shadow này Các bạn bấm vào giữa này và các bạn kéo ra Kéo ra biên thôi nhé Rồi À lọc lại một lần nữa Nhưng lần này là với cái phần ở dưới Rồi và bây giờ thì uh, chúng ta sẽ vẽ cho nó một cái hình chữ nhật làm cái nền ở phía sau. Tô cho nó màu đỏ đi. Đưa xuống dưới cùng bằng cách là shift, p down. Và đây, kết quả các bạn hãy so sánh thử cái mẫu này với cái mẫu này thì chúng ta đã thực hiện được cái um, thao tác là uh, tạo ra cái um, chuỗi bông lúa hoặc là cái cành lá bằng cái kỹ thuật là uh, fit object to part và chúng ta đã hoàn thành xong cái tutorial.